Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Xe và Giao thông phát sóng trên kênh truyền hình Văn hóa Du lịch của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Sau Ranger đến lượt Ford Fiesta cũng bị triệu hồi tại Việt Nam. Thị trường ô tô cuối năm giá xe khó giảm như mong đợi. Công nghệ thông minh trở thành xu thế tại triển lãm ô tô Quảng Châu 2018. Tuần đầu tháng 12 năm 2018, thời điểm Tết Dương lịch cận kề, xe con nhập khẩu vào Việt Nam tiếp tục ồ ạt. Lượng xe nhập tăng 7%, tương đương với 139 xe so với tuần trước, ở mức là hơn 2.000 xe với trị giá là 41,8 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, xuất xứ xe nhập có sự đảo chiều đáng kể. Trong tuần qua, lượng ô tô con từ Indonesia bất ngờ sụt giảm mạnh, chỉ vòn vẹn 2 chiếc về Việt Nam, trong khi con số của tuần trước là hơn 760 xe. Trái ngược mức sụt giảm mạnh xe con nhập khẩu từ Indonesia, xe xuất xứ Thái Lan vẫn giữ nhịp tăng trưởng khi có hơn 1.600 xe về Việt Nam. Mức tăng về lượng cũng ghi nhận với xe nhập từ Đức và Anh, hai quốc gia chủ yếu xuất khẩu xe sang vào Việt Nam. Các chuyên gia nhận định, sự sụt giảm số xe về giữa các tuần không có gì bất ngờ bởi phụ thuộc vào kế hoạch và thời gian nhập hàng thông quan của từng hãng. Tuy vậy, xe Thái Lan ổn định, trong khi xe từ Indonesia trồi sụt là chỉ dấu cho thấy những biến động về giá cả tại thị trường trong nước vì ảnh hưởng tới nguồn cung. Sau khi thông báo triệu hồi hơn 10.000 chiếc Ford Ranger tại Việt Nam liên quan đến lỗi ổ khóa cửa đóng không đúng tiêu chuẩn, hãng xe Mỹ tiếp tục mở một đợt triệu hồi khác đối với các mẫu xe hạng B, Fiesta cũng với lỗi tương tự. Cụ thể, Ford sẽ triệu hồi 6.318 chiếc Fiesta lắp ráp trong nước với nguyên nhân tương tự như Ranger, do ổ khóa cửa đóng không chặt, dẫn đến nguy cơ cửa xe có thể mở ra bất ngờ, gây nguy hiểm cho người ngồi trong xe cũng như người đi đường. Đợt triệu hồi này của Ford đối với mẫu Fiesta sẽ bắt đầu từ nay đến hết tháng 11 năm 2022. Ford sẽ tiến hành thay thế miễn phí ngàm khóa cửa cho tất cả các xe Fiesta. Thời gian thực hiện sẽ hết khoảng 3 giờ một xe tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Ford trên toàn quốc. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2019, nhu cầu mua xe ô tô chơi Tết của người dân bắt đầu tăng mạnh. Cầu tăng nhưng nguồn cung hạn chế do lượng xe nhập khẩu và lắp ráp trong nước đang trong tình trạng khan hàng, cộng với việc tỷ giá ngoại tệ đang ở mức cao đã khiến nhiều mẫu xe khó có thể giảm giá như kỳ vọng. Sau nhiều tháng chờ đợi, những mẫu xe nhập khẩu được hưởng ưu đãi thuế 0% từ ASEAN cũng đã cập bến Việt Nam. Điều này giúp thị trường ô tô tăng trưởng mạnh mẽ dịp cuối năm. Điển hình như doanh số bán lẻ tháng 11 của Ford Việt Nam tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục gần 3.500 xe được bán ra. Trong đó, hai dòng xe Ranger và Focus cũng ghi nhận kết quả bán hàng theo tháng cao nhất từ trước đến nay. Cái lượng xe từ đầu năm đến giờ thì đến tháng 9 năm 2018 thì cái xe mới bắt đầu được về Việt Nam. Và từ ngay khi về thì đây là cái dòng xe mà được khách hàng rất là quan tâm, và cái doanh số bán hàng của Ford Việt Nam là tăng lên ngay, và cái số lượng khách hàng mua xe Ford Ranger thì ngày càng nhiều hơn, và số lượng xe thì về đến đại lý là cũng đến tay luôn khách hàng, và cái doanh số thì chắc chắn là sẽ tăng ở trong những cái tháng cuối năm. Thực tế trên đã mang tới nhiều niềm vui, hy vọng cho người tiêu dùng Việt Nam rằng sẽ có thêm nhiều lựa chọn khi mua xe. Giá xe trong nước cũng sẽ giảm trước áp lực của xe nhập khẩu hưởng thuế 0%. Nhưng hy vọng đó của người Việt vẫn còn khá xa vời, vì theo nhận định của nhiều hãng xe, thì việc gia tăng số lượng đối với các mẫu xe nhập khẩu từ giờ đến cuối năm là khá khó khăn, do phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Khi cầu vượt quá cung, thì giá xe sẽ tăng chứ không thể giảm. Cái lượng xe được thông qua của tất cả các hãng đáp ứng cho cái mong đợi của dư luận khách hàng đang đợi là, theo như nhận định của tôi, là có thể là chỉ có thể là đủ hoặc nhiều hơn một chút thôi. Nên là suy đoán cái thị trường cuối năm nó cũng không có một cái gì nó gọi là quá xáo trộn, cũng không có cuộc chiến tranh giành khách hàng hoặc giảm giá không biết, mà đâu đó các xe nhập khẩu vẫn được giữ giá tốt và có thể là tăng giá. Minh chứng rõ nhất là trường hợp của Honda CR-V. Hãng xe Nhật Bản cho biết dòng xe CR-V sẽ tăng giá 10 triệu đồng đối với tất cả các phiên bản từ tháng 1 năm 2019. Kể từ tháng 3 năm 2018, thời điểm bắt đầu nhập lô xe hưởng thuế 0%, Honda CR-V đã có 2 lần tăng giá hồi tháng 4 và tháng 7, lần lượt là 5 triệu và 10 triệu. Ngoài ra, khách hàng đặt mua dòng xe CR-V tại đại lý thường phải mua thêm phụ kiện nếu muốn nhận xe sớm, số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.
là thực sự tại sao thuế nhập khẩu giảm mà giá lại không giảm mà giá thậm chí còn tăng, là vì bởi quan hệ cung cầu. Khi nguồn cung không tăng, nguồn cung giảm mà cầu vẫn tăng, có xuống tăng cao, người ta thích xe nhập ngoại hơn thì chắc chắn là giá không những không giảm mà lại còn có xuống tăng. Đấy là lý giải một cách về mặt nguyên lý như vậy. Qua đây có thể thấy giấc mơ mua xe giá rẻ từ nay đến cuối năm khó thành hiện thực khi nguồn cung trong nước lẫn nhập khẩu vẫn khan hiếm, đặc biệt là những mẫu xe hot. Chưa kể tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng sẽ làm tăng chi phí sản xuất và gây sức ép lên giá xe, vì hầu hết các linh kiện lắp ráp ô tô đều phải nhập khẩu và sử dụng đồng đô la Mỹ để thanh toán. Hãng cung cấp phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới GF đang phát triển một loại túi khí an toàn bên ngoài cho xe hơi, dự kiến đưa vào sản xuất trong vòng 2 năm tới. Công ty này đã trưng bày một hệ thống túi khí bên ngoài trong khuôn khổ hội nghị chuyên đề về túi khí năm 2018 tại Đức. Được biết, hệ thống túi khí mới khá tương đồng với công nghệ đang sử dụng cho túi khí bên trong ô tô. Loại túi khí này lớn hơn 2-3 lần so với túi khí tiêu chuẩn bên trong. Khác biệt lớn nằm ở chỗ túi khí ở bên ngoài cần nhiều hệ thống bơm hơn. ZF đã phát triển một hệ thống dạng concept đặt ở hông xe, hoạt động khi xe gặp tai nạn xảy ra từ hai bên. Trong quá trình thử nghiệm, ZF phát hiện ra lớp bảo vệ bên ngoài sẽ giảm tỷ lệ gây thương tích cho người ngồi bên trong đến 40%. Công ty này cũng cho biết họ đang cố gắng thích ứng với trào lưu xe tự lái và nghĩ ra cách để người ngồi bên trong được an toàn. Mới đây, công chúng đã có dịp được chiêm ngưỡng và trải nghiệm những sản phẩm công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến trên ô tô được trưng bày tại Triển lãm ô tô quốc tế Quảng Châu 2018, triển lãm ô tô lớn thứ hai ở Trung Quốc sau Thượng Hải. 48 sản phẩm hoàn toàn mới lạ đến từ các doanh nghiệp ô tô toàn cầu trên thế giới với nhiều thiết kế mẫu mã xe khác nhau đã được giới thiệu tại sự kiện. Nhiều nhà triển lãm cho biết, việc tích hợp công nghệ điện khí hóa xe và công nghệ AI sẽ mở ra một tương lai đầy hứa hẹn trong ngành công nghiệp ô tô. Với xe điện sắp ra mắt, các công nghệ hiện đại đang ngày càng được tích hợp vào cùng. Chúng tôi đang tích hợp nhiều loại công nghệ khác nhau vào xe hơi. Trong tương lai, công nghệ sẽ là một phần của những chiếc ô tô và thậm chí là phần không thể thiếu để vận hành xe. Đây là một xu hướng mới trong tương lai, khi công nghệ thông minh được kết nối cho các phương tiện. Điều này sẽ xây dựng nên một hệ sinh thái mới. Trước đây, chiếc xe hơi và điện thoại di động vốn là hai thành phần tách rời, nay có thể được tích hợp thành một. Những công nghệ mới nhất như điện khí hóa xe, điều khiển giọng nói và kết nối thông minh giữa điện thoại di động và xe hơi đã được giới thiệu nổi bật tại triển lãm lần này. Waymo, một công ty con thuộc Alphabet Google, nổi tiếng với dòng hãng xe tự lái vừa đưa ra một thông báo đánh dấu một bước phát triển đáng kể cho ngành vận tải ở Arizona. Taxi tự lái có thể được bán vé để sử dụng. Theo kế hoạch, công ty đã bắt đầu thu phí hành khách sử dụng phương tiện tự lái ở 4 vùng ngoại ô Phoenix, Chandler, Tempe, Mesa và Gilbert, nơi họ đã thử nghiệm công nghệ từ năm 2016. Đây được coi là một cột mốc chiến lược đưa Waymo vượt lên trên các đối thủ của Hoa Kỳ, chủ yếu là công ty tự động hóa Cruise và công nghệ Uber của General Motors, nhưng nhãn hàng vẫn chưa ra mắt dịch vụ tự lái trả phí của riêng họ. Tuy nhiên, dịch vụ này vẫn còn gặp phải những thách thức lớn mà bước đầu chính là những rào cản kỹ thuật. Hiện tại, Waymo chưa công bố sẽ có chính thức bao nhiêu chiếc xe được vận hành trên các tuyến đường ở Arizona. Đại diện của hãng cho biết, dịch vụ của mình ban đầu sẽ giới hạn ở hàng trăm người được mời vào đăng ký năm ngoái. Hiện tại, giá của loại hình này gần tương đương với Uber. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!